Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình luyện đọc tiếng Việt lớp 2 tập 2. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài Cây bàng, phần 2 đánh giá cuối học kỳ 2 đó. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Cây bàng cứ vào mùa đông, gió về rét buốt. Cây bàng trụi trơ, lá cành rụng hết. Chắc là nó rét. Khi vào mùa nắng, tần lá xòe ra như cái ô to đang làm bóng mắt. Bóng bàng tròn lắm, tròn như cái nong. Em ngồi vào trong, mắt ơi là mắt. À, bàng tốt lắm, bàng che cho em. Nhưng ai che bàng, cho bàng khỏi nắng. Xuân Quỳnh. Qua bài đọc này, tôi có hai câu hỏi. Các bạn hãy lắng nghe hai câu hỏi này nhé. A. Mùa đông, cây bàng như thế nào? Mùa đông, trong cây bàng trụi trơ, cây bàng đã rụng hết lá rồi. Còn B. Mùa nào cây bàng tỏa bóng mát? À đúng rồi đấy, là mùa hạ. Mùa hạ cũng có thể gọi là mùa hè nhé các bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn thấy câu chuyện của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, share và đăng ký cho mình với nhé.